dù cho Matilda đã biết viết tên của bản thân khi vừa tròn 3 tháng tuổi. Đến lúc lên 2 tuổi, cô bé đã biết chăm sóc bản thân và tự chọn gu thời trang cho riêng mình. Chờ hết Matilda tự đánh trứng và bột để làm món bánh kếp thượng hạng, rồi vừa thưởng thức món ăn vừa đọc tạp chí không khác gì người trưởng thành. Hết cuốn này tới cuốn khác được cô bé cày nát chỉ trong vài phút đọc. Tối hôm nọ Matilda xin bố mẹ mua sách cho mình đọc, nhưng hai người đã từ chối vì cho rằng xem TV bổ ích hơn nhiều. Thế là Matilda tự dò ra địa chỉ của thư viện địa phương và đi bộ đến đó một mình. Ngày qua ngày cứ mỗi buổi sáng là cô bé đến đây để đọc ngẫu nhiên những cuốn sách mà mình thích. Sau nhiều tuần quan sát của bé thú vị, bà thủ thư quyết định cấp cho Matilda thẻ thành viên để cô bé có thể mượn sách về nhà đọc. Khi lên 6 tuổi, Matilda xin bố mẹ cho mình đi học nhưng họ cứ khăng khăng là con mình chỉ mới 4 tuổi và chỉ nên ở nhà ngoan ngoãn xem TV. Tối hôm đó cô bé trốn trong phòng khóc một mình rồi mơ mộng về những người tốt bụng trong các câu chuyện mà mình đã đọc. Sáng hôm sau, ông bố về nhà khoe chiến tích bán được những chiếc xe cũ với giá gấp 10 lần giá thu mua. Cô bé chỉ cần nhầm một giây là ra số tiền mà ông kiếm được.